Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh sóng của Billiard Pool VN. Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu giữa Yvonne Ullmann và Chou Chieh-Yu. Cầu thủ người Đức có một cái tên khá là dài. Ullmann-Hybler là Châu, gọi vắn tắt là Châu thôi. Rồi mình thấy rằng là khuôn mặt của Châu đang xuất hiện trên banner rất rõ ràng. Banner giải đấu rất rõ ràng. Liên tiếp là hai tình huống thủ bi của Châu cũng như là Ullmann. Như vậy là sẽ có A băng giò 1 đến từ Yu Châu. Năm nay là một năm thi đấu rất thành công với cá nhân Yu Châu rồi. Tiếp tục là một tình huống thủ bi nữa. Đang có những hình bi là khá khó ở đây, và cả hai nữ cơ thủ của chúng ta đều muốn gài hình bi đó sang cho đối thủ. Mà đang nhường nhau con một. Chị em một chữ tình. Có mỗi con một thôi mà hai chị em đều lặng thinh. Và như vậy là một tình huống cộng 2 thành công nhưng chết cái. Nhìn cũng là vẫn khó nha. Vẫn là một hình bi khó với 3, 7 và 4 đang nằm rất sát nhau. Đây có thể là một tình huống xử lý 7 lỗ 10. À xin lỗi các bạn, đó là 1 lỗ 5 rồi 3 lỗ 10. Chính xác là như vậy. Đã gãi thành công được hình bi đến từ Yu Châu. Đây là cơ hội để cho nữ cơ thủ người Đài Loan có thể dọn bàn. Không có khó khăn gì với mục tiêu số 5 này. Ây chà. Vậy là sẽ hơi khó một chút với con bi số 6. Rồi. Thủ bi rồi. Đánh lỗi cái thủ bi ngay. Rất cẩn thận đến từ Yu Châu. cơ hội dành cho Ullmann, nhưng nữ cầu thủ người Đức vẫn đang phải đo. Ui, một tình huống đo rất mới. Và đây là pha xử lý của Ullmann-Hybler. Wow. Du Châu vừa gọi lỗ nào ấy nhỉ? Du Châu gọi lỗ 10 bên phải à? Hình như là như vậy. Như là một tình huống mà Du Châu định gọi cho mình lỗ 10 bên phải. Rất đáng tiếc khi mà pha xử lý vừa rồi của Du Châu đã không thành công. Và hình vi ra là dễ thở hơn với nữ cầu thủ người Đức. Đức hay là Bỉ nhỉ? Cái kia tội nhầm ấy. Đây đúng Đức rồi. Ở Bỉ thì sẽ là dọc. Nếu tôi không nhầm. Cờ Đức thì là ngang. Cờ Bỉ với cờ Đức là có dọc nhìn giống nhau. Đức thì là hình như là màu đỏ ở giữa, còn cờ Bỉ là màu vàng ở giữa thì phải. Có vẻ như lại là một tình huống điều cái không quá tốt nữa của Du Châu rồi. Những cầu thủ người Đài Loan đang liên tục lắc đầu. Nếu như ăn được con 7 vừa rồi thì đây cũng là một tình huống mà vẫn có thể ăn được 8 và 9. Nhưng nếu không được thì nó sẽ trở thành một hình vi thủ như thế này đây. Đã có những sự tính toán trong cuộc đánh của Du Châu. Ullmann-Hybler gọi cho mình lỗ 5 bên dưới. Có thể đây sẽ là một cú cân bằng. Ui! Cú cân bằng suýt chút nữa thì mượt, nhưng bây giờ thì có lẽ là con 7 này đã quá dễ dàng với Du Châu rồi. Tôi tin chắc rằng sẽ không có một sai lầm nào cả. Rất ok, những cú đánh rất ok. Và ra lại đi mục tiêu số 10. Điểm số đầu tiên trong trận thi đấu này dành cho cầu thủ người Đài Loan. Một ván thi đấu mà cả hai nữ cầu thủ đánh cờ rất nhiều. Đấu trí rất căng não. Thỉnh thoảng thì cũng phải có lúc này lúc kia anh em. Thỉnh thoảng thì cũng phải có lúc trượt lúc trúng. Trong một ngày đẹp trời thì đánh vớ vẩn nó cũng trúng. Trong một ngày xấu trời thì các bạn có thể đánh mãi nó không vào, kiểu vậy. Biết làm nào bây giờ. Chúng ta quay trở lại với ván thi đấu thứ hai trong trận thi đấu này giữa Ullmann-Hybler và Chou. Tạm thời thì nữ cầu thủ người Đài Loan đang vươn lên dẫn trước 1-0 ở trong kèo thi đấu này. Một cú phá suýt chút nữa thì có bị mục tiêu số 8 dành cho Du Chou rồi. Cú phá rất mạnh. Bì số 7 cũng đã không xuống lỗ trong cái tình huống đó. Rất đáng tiếc. Có lẽ đây sẽ là một tình huống phá thuê đến từ Du Chou. Nếu như Hybler Ullmann có thể xử lý tốt với những bi mục tiêu ở trên bàn. Ui, lệch hàng mét thế này thì chết rồi. Một cú đánh đường xa và có vẻ như là hơi lệch, cũng không đến hàng mét đâu nhưng chưa đủ để có thể đưa bi mục tiêu số 1 vào lỗ. Quá đáng tiếc. Góc này hình như là cũng rất khó để có thể chém được con 1. Không hề khó một chút nào cả. Như vậy thì đó là một góc mà cái vẫn có thể ăn 1. Rất bình thường thôi. Bị cái chạm nhẹ vào 5. Đây sẽ là một con bi mà Du Chou cần phải đánh cẩn thận hết sức có thể. Khi đây là hình bi rất nhạy cảm. Mình cũng đang phải ngó lên ngó xuống để nhìn xem là nó có chạm 5 hay không. Không chạm 5. Và thậm chí của đó là một cú trô nữa. Tình huống xử lý quá nét của Du Chou. Chuyển đánh thủ bi rồi. Vừa rồi thì có lẽ là Du Chou đã muốn con cái đi đến một vị trí xa hơn. Thì đã có những động tác chỉ bàn của Du Chou. Và cũng phải nói rằng Du Chou đang xử lý rất quyết đoán. Mỗi lần mà cơ thủ người Đài Loan đánh lỗi thì đều ngay lập tức sẽ tung ra cho mình một tình huống thủ bi. Mà không cần phải suy nghĩ và cố gắng quá nhiều. Trọng tài tranh thủ ra soi con 10 trước khi Du Chou vào bàn. Có lẽ trọng tài nghĩ rằng Du Chou sẽ có một tình huống cộng 10 chăng? Hơi mạnh mất rồi. Cú đánh vừa rồi thì nó thiếu độ chính xác nhưng nó lại thừa lực đến từ Du Chou. Rõ ràng đây cũng không phải là một tình huống điều 4 khi mà con cái nằm quá sát bi mục tiêu số 4. Ăn được bi mục tiêu số 3 nhưng bi số 4 thì nhìn vẫn khoai lắm. Khá là khoai dành cho Ullmann-Hybler. Tung ra cho mình một cú đánh thủ bi là điều hoàn toàn hợp lý rồi. Thủ bi quá khéo. Dấu cái rất kỹ đến từ Du Chou. Đây là một tình huống mà có lẽ phải tính toán rất nhiều để có thể chạm được con bi mục tiêu số này đây. Có lẽ ít nhất sẽ phải là 2 băng với con đường ngắn nhất dành cho Ullmann-Hybler. Nhảy rồi. Tầm này thì nhảy thôi chứ còn ăn 3 với cả A băng cái gì nữa. Ý này đến từ Ullmann nhưng không được. Lỗi. Quyền đặt bi dành cho Yu Châu sau tình huống nhảy không thành công. Ở pha vừa rồi cái khá gần 6. Và Ullmann-Hybler vẫn quyết định xử lý mạo hiểm bằng cách là nhảy bi. Rất nguy hiểm. Được. Một cú điều này của Châu, có lẽ là chính Châu cũng chưa cảm thấy hài lòng, nhưng đây là một cú điều đối với mình nó là khá móc tinh rồi. Có lẽ một điểm số thứ hai đang rất gần dành cho cơ thủ người Đài Loan hơn bao giờ hết. Nhìn khuôn mặt của Châu lúc nào cũng có một cái sự lạnh lùng. Rất lạnh lùng và tập trung. Điểm số thứ hai dành cho cơ thủ người Đài Loan ván thi đấu này. Đó, xin chào anh em nhé. 12:30 bên Nam đánh tiếp. Đúng rồi các bạn ơi, mình là bình luận viên mới của kênh anh em ạ. Cũng không mới lắm nhưng mà thực ra thì mình là một bình luận viên không Billiard đối với mình là Billiard đối với mình là một niềm vui, không phải là một đam mê các bạn. Thể thức 9 bi của nữ thì xin lỗi bạn, đó là 10 bi của nữ thì chúng ta sẽ có chạm 7. Trong khi với 8 bi của nam thì sẽ là chạm 8. Đã chung kết thế giới rồi. Thái em đi làm anh em ạ. Và chúng ta quay trở lại với trận đấu. Với thể thức phá luân phiên này thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để cho các nữ cơ thủ bám đuổi nhau. Nhưng vừa rồi thì là một cú phá có lẽ là hơi đen dành cho cơ thủ người Đức. Như vậy thì Châu sẽ đánh an toàn. Một cuộc đánh an toàn của cơ thủ người Đài Loan. Cuộc đánh mà có lẽ là Ullmann-Hybler cũng rất khó để có thể có được bi mục tiêu số 1. Và kể cả là bằng cách thần kỳ nào đó thì số 1 vào lỗ nhưng chưa chắc đã có chỗ để ăn bi mục tiêu số 2. và chạy đạn của Ullmann-Hybler. Vậy thì Du Châu sẽ quyết định nhảy rồi. Cứ rút tê dò 1 mà thôi. Vâng. Sau khi rút tê dò 1 xong thì vẫn ra một hình bidui dành cho đối thủ của cô. Ôi. Như vậy là Ullmann-Hybler định nhảy ăn 1 luôn hả? Có vẻ đây là một cái... Không, đó là một cú nhảy dò B1. Nếu như đó là cú nhảy định ăn 1 luôn thì có vẻ như là một quyết định khá mạo hiểm. Bởi vì ăn 1 xong thì cũng chưa chắc đã có thể điều in tiêu số 2. Lại nhường nhau con 1 rồi. Giống như trận đấu thứ nhất thì Ullmann-Hybler và Châu sẽ tiếp tục nhường cho nhau con 1. Ôi. Chắc chắn luôn. Tình huống này là tình huống điều 2. Định ăn 1 đến từ Ullmann-Hybler. Các bạn ạ. Quá đáng tiếc cho cơ thủ người Đức. Nếu như đó là bi mục tiêu số 1 dành cho Ullmann-Hybler thì chắc chắn là với góc đó Ullmann-Hybler hoàn toàn có thể ăn 2 và điều 3. Thậm chí là còn có thể có cho mình một tình huống cộng 4 và 6. Đấy, nó cứ tựa như này này các bạn này. Pha đấy là pha điều cái và để cho có lẽ là nếu ăn 2 sẽ là một cú đánh tựa như thế này. Rất đáng tiếc. Và cơ hội để cho Du Châu có thể kết thúc đi ván thi đấu thứ 3 cũng như mang về cho mình điểm số thứ 3 ở trong trận thi đấu này. Một cái thở dài của Du Châu. Lại con cái đã về một vị trí mà Du Châu không mong muốn lắm. Vâng, có lẽ là không mong muốn lắm. Thủ bi rồi. Ủa, giấu con cái địa ngục luôn. Thì cũng giấu con cái địa ngục. Oh. Không có một cơ hội nào ngoài những cú A băng để tìm kiếm bi mục tiêu số 4 đến từ Ullmann-Hybler. Rồi xong, lỗi rồi. Tự nhiên là tình huống gọi là lỗi chiến thuật các bạn. Vâng, thành tình huống là lỗi chiến thuật. Khi mà bi số 5 và bi số 6 bây giờ sẽ nằm rất gần nhau. Và tự nhiên lại thành tình huống lỗi chiến thuật dành cho cơ thủ người Đức. Thủ tiếp. Thủ tiếp chăng? Đúng là như vậy. Trời ơi. Đây rồi. Hình như là vẫn còn đường để ăn. Hình như là vẫn còn đường để có thể ăn con bi mục tiêu số 4 này. Cả bi cái lẫn bi số 4 đều đã lăn và va chạm hơi mạnh. Có vẻ là như vậy. Không đủ chính xác. Giờ 56 đang khó. Hai chị sẽ dí nhau đến khi nào mà không dí được nữa thì thôi. nhảy rồi, gọi lỗ 5. Một ngày thi đấu mà Ullmann-Hybler có vẻ như là không thành công lắm với những cú nhảy của mình. Yes. Lần này thì mọi thứ đã khác. Nhưng đó sẽ là một tình huống tự bắt đuôi chính bản thân mình. Đây là một hình bi mà 5 và 6 đang rất là khó, nên là Yu Châu cũng không muốn ăn. Thực ra với pha nhảy vừa rồi tôi nghĩ chắc là cá nhân của Ullmann-Hybler cũng không muốn ăn mất. À, đi tìm kiếm thôi. Rất chính xác. Góc này thì Yu Châu cũng không thể ăn bi mục tiêu số 5 được. Bắt buộc cầu thủ người Đài Loan sẽ lại phải nghĩ tới cho mình là một cú đánh phòng ngự nữa. Bi 5 vẫn còn ở giữa bảng và bi cái thì nằm ở một vị trí mà để cho Ullmann-Hybler có thể ra gậy được. Hình như góc này thì không có 7 hay sao ấy, góc này không có can thiệp của 7. Thì dấu bi cũng rất hay. Cùng xem góc cam này để xem quả bi nó đã nằm mắc vào con bi từ số 10 chưa. Nhìn có vẻ như là nó hơi xê một chút lên phía bên trên. Và như vậy là có lẽ Yu Châu sẽ lại thủ bi thôi. Bi này là bi đã được chắn bởi 10 rồi. À, qua bên kia tìm con 5. Ăn luôn con 5. Gọi lỗ rồi. Một tình huống đã gọi lỗ nhưng đó là một sự thiếu chính xác trong cái cú đánh của mình. Và những quả A bằng thì là rất khó. Lệch tí thôi là không còn gì rồi. Thôi kìa nào. Trời ơi. Giấu ngay con 5 vào cửa lỗ 10 luôn. Vẫn được, đây vẫn sẽ là một cái hình bi đẹp, không sao cả. Vừa rồi mà đá thêm chết con 9 nữa thì là mắc binh luôn. Ullmann-Hybler hỏng rồi. Điều đà thế này chết rồi. Tự làm khó mình với con bi mục tiêu số 7 này. Như vậy là định cân. Cân về lỗ 5 cao trái. Rất thiếu chính xác. Đây vẫn là một tình huống đánh từ bi. Nếu như pha này cân thành công thì tôi cũng chưa biết là Ullmann-Hybler sẽ định xử lý con 8 kia như thế nào, nhưng đó là một pha gọi cho có lệ thôi. Chou Chieh-Yu gọi lỗ 5 bên phải và đây sẽ là tình huống sút tê của Chou Chieh-Yu. Nó khiến suýt chút nữa thì đã có bì mục tiêu số 7 dành cho Chou Chieh-Yu với cú sút tê vừa rồi. Thậm chí sau khi sút tê xong thì nó còn trở thành một hình bi thủ cũng rất là chiếu họ đối với đối thủ người Đức. Chạm 8 rồi. Hai lần trong trận thi đấu này Ullmann-Hybler nó nhảy đều chạm vào bi mục tiêu chắn phía trước. Có lẽ là Ullmann-Hybler nên xem lại những cú sút tê của mình. Đấy, gọi đúng là tục bia luôn, không ai gọi là chơi bia nữa rồi. Tục bia. Trổ rất hay. Và đây là bi mục tiêu cuối cùng ở ván thi đấu thứ 3 này. Điểm số thứ 3 dành cho Chou Chieh-Yu. Một trận đấu mà Ullmann-Hybler chắc chắn luôn đang thi đấu rất tệ. Ullmann-Hybler hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế. Vâng, sau trận đấu này thì vẫn còn một trận đấu nữa nha anh em. Hình như là lịch của Nam đấy các bạn. Rất may mắn khi con cái nó không lao rồi lỗ 10 trong tình huống đó. Thì có lẽ là Chou Chieh-Yu cũng đã cảm thấy thót tim. Ấy à. Rồi xong, điều con 2 bậy bạ rồi. Tại phải sửa thôi. Tình huống mà có lẽ là Ullmann-Hybler đã điều con 2 này hơi tệ một chút. Còn Joshua thì Joshua Filler như là chưa bị loại đó các bạn. Joshua Filler thì vẫn còn như sao ấy. Nọ là giành chiến thắng là 7-4 à? À nó chứ nhầm 8-4 à? Hay bao nhiêu nhỉ? 8-4 hay 8-5 ta? Ở trong giải đấu một chiến thắng trước cơ thủ 17 tuổi người Áo. Những tình huống xử lý trên trận thi đấu này của Ullmann-Hybler đang cho tôi một cảm giác không ổn lắm. Ôi. Một sự chính xác đến khủng khiếp của Chou Chieh-Yu. Nếu như đây là một chiến thắng dành cho Chou Chieh-Yu thì tôi nghĩ nó cũng không có gì là quá bất ngờ. Và có lẽ là chính Ullmann-Hybler cũng sẽ hài lòng với điều đó thôi. Ngày hôm nay nữ cơ thủ người Đức đã đang có những tình huống xử lý thiếu đi sự độ chính xác. Sau lưng 10. Yeah. Điểm số thứ tư dành cho Chou Chieh-Yu. Kelly Vitter. Kalakita. Alicia Giáp. Úi dồi. Và chúng ta quay trở lại với những hình ảnh trong trận đấu giữa cầu thủ người Đức Yvonne Ullmann-Hybler và cầu thủ người Đài Loan Chou Chieh-Yu. Quyền phá trong ván thi đấu này sẽ thuộc về Ullmann-Hybler. Một cú phá nhìn rất lực. Và như vậy là một bi mục tiêu số 10 dành cho cầu thủ người Đức để có quyền đánh tiếp ở trong ván thi đấu này. Ui, phá chết con 10 luôn mà. 10 cứ thế đi từ cái vị trí xếp đi thẳng vào lỗ luôn. Ảo thật đấy. Hình vi thủ này cũng là một hình vi khá là khó để cho Du Châu có thể giải đây. Vậy thì cầu thủ người Đài Loan quyết định nhảy rồi. Thực sự là người châu Á chúng ta thì không có một cái lợi thế quá tốt về mặt thể hình so với cả người châu Âu. Đôi khi thì chúng ta sẽ rất là khó khăn với những cái tình huống mà nếu so với người châu Âu thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Một quả bi số 1 thành công dành cho Ullmann-Hybler. Nhưng bỗng nhiên thì thấy bi số 2 và bi cái lại khá gần nhau. Hơi thân thiết quá. Đây là một tình huống mà chắc chắn là Ullmann vẫn có thể xử lý được thôi. Nhưng câu chuyện nó là ở sau đó. Cái đích của Ullmann là chạy đạn rồi. Đấy, câu chuyện bây giờ là sau đó thì Du Châu đánh như thế nào. Và có vẻ đây là một tình huống chạy đạn không quá kín đến từ Ullmann. Cú chạy đạn này là không quá kín. Anh em vẫn hay bảo là chạy đạn sinh viên đấy ạ. Cầu tay này sẽ là một cầu tay khó với Du Châu. Nhưng mình nghĩ chắc là vẫn sẽ có bi mục tiêu số 3 thôi. Rất hay. Bi số 4 dành cho Du Châu nào. Bi số 4 đường xa vẫn có thể chính xác được. 6 và 10 nhưng đây vẫn sẽ là một con 6. Có thể ăn lỗ 5. Ui dồi ôi. Xong rồi. Chết đòn. 80 cái như thế này đánh kiểu gì đây? Kê cầu tay thì vẫn là được, nhưng đánh sẽ rất khó. Các cụ bên này có câu ra mật ngọt chết ruồi, đánh ngọt như thế này thì con Bin nó sống cho nổi đây. Điểm số thứ 5 rất gần với Du Châu rồi. Nốt con 10 nào. Nốt con 10 để mang về điểm số thứ 5 nào. Dù cho đã có được chiến thắng thứ 5 để vươn lên dẫn trước. Phải những bàn xung quanh cũng đã thi đấu xong hết rồi, ai về nhà nấy hết rồi. Xét thứ 6 với tiếp tục là cú phá của Du Châu. À không, xin lỗi các bạn, không phải là tiếp tục mà sẽ là cú phá của Du Châu thì đúng hơn. Nãy là cú phá đến từ Ullmann. Một bi mục tiêu. Rất chính xác. Ui. Sợ con 7 là còn ủn đít con cái mà cái đấy giật hết cả mình. Thề. Giật mình dã man. Hay. Wow. Hay. 8 dính vào đít, gọi là cái dính vào đít 8 luôn. Sợ thật. Vậy còn gì để mà nói nữa. Hai đường xa. Sao lại còn đối phương đang chạy đạn nữa. Vẫn chạm được bi mục tiêu số 2. Nhưng đó là lỗi. Gì cơ? Ủa chị Châu định làm gì đấy chị Châu? À chị Châu sẽ giấu tiếp à? Ôi. Được chị Châu ơi. Vâng, một cú căn ke kẻ góc nó phải gọi là chuẩn xác đến từ Ullmann-Hybler. Chị Ullmann cho con cái vào thẳng lỗ luôn, không cần về đánh nhiều làm gì cả. Và bây giờ thì chị Châu đang muốn mang về cho mình điểm số thứ 6. Nó là quá dễ dàng rồi, tầm này thì cộng luôn chứ còn cái gì nữa. Quả này đưa cho các anh em ở trên kênh cộng thì có khi là cũng vào. Đây rồi. Cách chiến thắng 1 điểm nữa thôi. Gọc nhạn lên. Yeah. Để anh em đánh thì cũng vào thôi. Hai này. Điều rất hay, sự luôn. Năm ra 6 sẽ hơi khó cho Yu Châu một chút, nhưng có lẽ không phải là một bài toán gì đó mà quá khó khăn đối với cả Châu cả. Ôi, nhìn con cái nó đi ra đúng như là dùng dây kéo lại vậy. Ok chưa? Chắc chắn luôn là chị Ullmann-Hybler ngồi ngoài đang hơi tê. Nhìn đối thủ của mình đánh như thế này thì có lẽ là chị đã tỏ ra là hơi tê rồi. Sáu một đường, 6 ở đầu, 7 ở cuối, 8 ở đầu, sau lại 9 ở cuối. Mà Châu vẫn đang xử lý là rất mắc binh. Đúng điểm thứ 6 chưa ạ? Điểm số thứ 6 thôi chứ còn cái gì nữa. Vâng, luật cộng bi thì mỗi giải nó khác nhau các bạn ạ. Đầu tiên mình cũng tưởng là cộng là tính điểm luôn đấy các bạn. Nãy mình tưởng là cộng tính điểm luôn đấy, ở giải đấu này thì khác các bạn ạ. Điểm số thứ 6 rồi, và như vậy thì chỉ còn cách một điểm nữa thôi để có thể mang về mình trận thắng ở trong trận thi đấu này. Hôm nay là thấy Yu Châu đánh là còn nhiều lỗi đấy. À, hello anh Sen. Anh Sen bọ hung. Qua anh Sen đánh nhánh thua nện đối phương không kịp đứng dậy luôn. Dã man thật. Vừa mới đứng dậy cái anh Sen lại bật dạng mới lên đấm. Đấm đối phương không kịp đứng dậy đánh luôn. Cho ngồi ngoài nhặt lá đá ông bơ. Ngồi cạnh cái tiểu cảnh, ngồi cạnh cái cây nhặt lá đá ông bơ luôn. Nghe bảo là anh Sen sẽ chịu khó hơn với những cái màn đi câu của mình. Vâng. Có lẽ là thú vui của anh Sen nó sẽ không còn dừng lại ở bia nữa. Thực ra thì Shane Van Boening là một, mình nghĩ là một player mà có lẽ là thích câu cá nhất làng billiard thế giới rồi. Ngày hôm nay thì Shane Van Boening quyết định sẽ giải trí bằng cách là đi xem trận đấu giữa Yu Châu với Ullmann-Hybler. Vâng, anh Sen hôm qua cáu mà, anh Sen qua rất cáu luôn. Đánh đối thủ không đứng dậy được luôn. Ôi... Tôi đang xem cái gì thế này. Đánh quá hay đến từ Yu Châu. Tình huống xử lý con 1 rất nét. vẻ mặt này của chị Châu thì có lẽ là không còn cơ hội nào cho Ullmann-Hybler nữa rồi. Ui, trời ơi. Vừa mới nói là không còn cơ hội nào nữa thì đã ngay lập tức có một tình huống mà con bi cái nó đã không như những gì mà Châu mong muốn. Vâng, chạm 7 mất rồi. Bi cái đã chạm 7. Thực ra thì 6-0 rồi. Tầm này có để cho chị Ullmann gỡ 1-2 điểm thì chắc là cũng không sao. Và cơ hội để cho Ullmann có thể gỡ điểm trong trận thi đấu này. Thực ra trong một trận đấu bia thì cái việc mà thắng thua nó nhiều, nó gọi là nó nhiều yếu tố lắm các bạn ạ. Kể cả là Federghost hay là Joshua Fuller thì các bạn có thấy thỉnh thoảng vẫn bị đối phương cho ngồi dính đít vào ghế như thường. Vâng, chị Ullmann cảm thấy con kia khó ăn quá, chị quyết định là đạp một phát bay tất cả các bi trên bàn luôn. À không, hình như là 7 và 6 thì vẫn còn giữ nguyên vị trí. Bi trên bàn còn ít quá. Bây giờ đánh như thế nào thì cũng, tôi nghĩ cũng không làm khó được Yu Châu đâu. Chỉ là Yu Châu có thể là tự trượt thôi. Còn góc cam vừa rồi thì có vẻ là hơi nhạy cảm. Ngay lập tức thì ban tổ chức đã phải đổi sang góc khác, nhìn thấy được hình bi rõ hơn. Đã có một con bi số 7 để sẵn ở lỗ nằm bên trái rồi. À xin lỗi bạn, lỗ nằm bên phải rồi. Quá nhẹ nhàng. Kìa chị Châu, sao lại những cái lúc quan trọng thì chị lại đánh trượt nhỉ? Vâng, như vậy thì chị Châu đã mắc lỗi rồi. Những thời khắc rất quan trọng, một chiến thắng thôi, à một điểm thôi là chiến thắng rồi. Gọi lỗ 10 bên phải đến từ Ullmann-Hybler. Cần lỗ 10 rất nét, coi như là một món quà của Yu Châu dành cho Ullmann-Hybler chăng? Pha này mà Ullmann-Hybler đánh trượt nữa thì cũng có lẽ là không còn gì để nói nữa. Chị Châu đã tặng quà đến như thế rồi. Cần tương tự như một cú sút pen dành cho Ullmann-Hybler với con 10 cuối cùng này. Và có lẽ đây sẽ là điểm số đầu tiên ở trong trận thi đấu dành cho cơ thủ người Đức. Rất tuyệt vời. Chúc mừng Ullmann-Hybler với điểm số đầu tiên. 8B thì có live trận nào không? Có, tối giờ live khá là nhiều đấy anh em ạ. Tối giờ là live khá là nhiều đấy. Thảo một điểm đấy. Thảo quả quê à? Của anh em Minốt cứ bảo mình là A cộng các thứ, mình thì gầm bàn cộng thôi. Cái hình cuối cùng đấy nó là cái hình dễ rồi, cân xong con 8 thì còn cái gì đâu các bạn. Cân xong con 8 rồi thì đến 9 với con 10 nó có còn cái gì đâu. Quả đấy mà Ullmann-Hybler không đánh vào được nữa thì chắc chị Châu chỉ có đường gọi là xin thua thì mới thua được thôi. Thật. Dù sao thì đây cũng sẽ là lượt phá của Yu Châu. Chắc chắn là cơ hội để em đi trận thi đấu này rồi. Phá rất mạnh. Đáng tiếc thì lại không có bi mục tiêu nào dành cho cơ thủ người Đài Loan cả. Giải đấu này thì anh em đánh giá là bàn lỗ to hơn so với những giải đấu khác. Cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là nó cũng không to lắm. Vâng, với cá nhân mình thôi. Cho mình đánh lỗ nào thì cũng thế. Cảm giác hai lỗ 10 thì đúng là to hơn thật. Cảm giác của mình là hai cái lỗ 10 kia là to hơn thật. Sẽ là cú đánh an toàn của cơ thủ người Đức. Đánh an toàn xong mà đẩy con cái vào lỗ luôn thì đỉnh cao. Như vậy thì chị Châu sẽ cân bằng. Gọi lỗ 10 rồi. Với việc đang dẫn 6-1 như thế này thì hoàn toàn là có thể đánh một cách bay bổng hết sức có thể. Không ăn được bi số 1 thì nó cũng vẫn là một pha thủ bi thôi. Chạy đạn rất xa. Nếu như pha này ăn được 1 thì có 2 sẵn kia rồi. Mà thực ra thì bi mục tiêu số 3 cũng đang là một bài toán nho nhỏ đối với cả hai nữ cơ thủ ở thời điểm hiện tại. Đang có những pha xử lý rất bay bổng đến từ chị Châu nhưng nó lại chưa đủ độ bay bổng để có thể mang về cho chị Châu những bi mục tiêu đầu tiên. Vâng, tất nhiên rồi, trong một trận đấu chuyên nghiệp thì cái việc lỗ bàn to nhỏ ảnh hưởng khá nhiều đến chiến thuật cũng như là độ chính xác trong từng đòn đánh và cái sự nắn nót của các cơ thủ. Chỉ là mới mình thì lỗ nào cũng như nhau cả thôi. Căn bản đánh có vào đâu. Lỗ nào cũng vậy. Một cú chém bi mục tiêu số 2 với Ullmann-Hybler. Đóng thẳng vào hòm. Đây rồi. Bà chị người Đức đã bắt đầu quay trở lại cuộc chơi. Đấy, bà chị người Đức của tôi đấy các bạn ạ. Hai chị em thất lạc với nhau lâu lắm rồi, hôm nay mới được nhận ra trên cái trận đấu này. Nhưng mà chị ngồi ngoài hơi nhiều. Và đang có những cái sự comeback nhẹ nhẹ đến từ Ullmann-Hybler. Có vẻ như một điểm được Yu Châu tặng cho Với sai lầm của Yu Châu thì Ullmann-Hybler đang quay trở lại rất mạnh mẽ. Tiếp tục là bi mục tiêu số 4. Anh cắt hộ em cái lết cái. Phang tiếp qua bi mục tiêu số 5 này. Có lẽ sẽ là điểm số thứ 2 ở trong trận thi đấu này dành cho Ullmann-Hybler. Sự tự tin đang quay trở lại với đôi tay và ánh mắt. Bây giờ thì nếu như giành điểm số thứ 2, Ullmann-Hybler sẽ chỉ còn là 4 ván thi đấu nữa để có thể cân bằng tỷ số với Yu Châu thôi. Ui dồi ôi, anh em thấy bà chị người Đức của tôi múa chưa? Rồi xong luôn. Chị ơi, chị múa cái gì? Chị múa cái gì vậy? Trời ơi, tự làm khó bản thân mình luôn. Dễ thì không thích, chị cứ thích làm khó thôi. Vâng, nhưng vẫn là một tình huống bắt đuôi được thành công Yu Châu với có bị mục tiêu số 9 này. Vâng, lại nói là gớm Khmer. Hôm qua có anh em trên kênh comment làm tôi buồn cười mất phải tầm 30 giây. Anh em bảo là cái gì? Cái lỗ này gớm Kami nhảy vào cũng vừa. Làm tôi ngồi tôi đang bình luận mà tôi bị phụt cười mất 30 giây. Dã man thật anh em. Ác quỷ thật sự. Nó quay trở lại với trận đấu này thì vừa rồi Yu Châu đã gọi cho mình lỗ 5 cao trái. Có lẽ sẽ là một tình huống cân bằng đến từ cơ thủ người Đài Loan. Vuốt. Ui dồi ôi, cú vuốt là quá đẹp rồi, nhưng không có bị mục tiêu số 9 dành cho Yu Châu. Quá đáng tiếc. Ui dồi ôi. Đây rồi. Này thì trượt làm sao được nữa. Này thì trượt làm sao được nữa đây. Ôi rồi ôi, chị ơi, chị tôi đấy các bạn ạ. Chị tôi đấy, đánh như này là đúng chị tôi rồi. Bia thể lực đúng chị tôi rồi. Cứ mỗi lần mà chị tôi đánh xong thì con bi nó phải chạy 50 vòng quanh bàn cộng 2 vòng dưới bàn nữa. chạy hết các bàn bên cạnh rồi mới quay trở lại bên bàn của mình. Và đây vẫn sẽ là điểm số thứ 7 dành cho Du Châu mà thôi. Vâng, khó quá, vẫn khó các bạn ạ. Vâng, không. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần bình luận của mình trong trận đấu giữa Ullmann-Hybler và Du Châu. Chúng ta sẽ có lẽ là chia tay nhau trong ít phút trước khi quay trở lại với những trận đấu tiếp theo trên Billiard Pool VN. Còn một trận nữa hay sao các bạn?